Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn sau đây: Nước trời giống như 10 người trinh nữ cầm đèn để đi đón chàng rể. Trong số đó có 5 cô khờ dại, 5 cô khôn ngoan. Những cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo, còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Và vì chàng rể đến chậm nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều trỗi dậy sửa soạn đèn của mình. Nhưng cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: Các chị cho chúng em ít dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả rồi. Các cô kia đáp lại: E không đủ cho chúng em và các chị đâu, hãy đi ra hàng mà mua thì hơn. Xong khi họ đang đi mua thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng đi theo chàng rể thì cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Sau cùng, các trinh nữ kia cũng đến và nói: Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng người đáp lại: Tôi bảo thật các người, tôi không biết các người là ai. Vậy hãy tỉnh thức, vì các người không biết ngày nào và giờ nào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy danh Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có rất nhiều bài học hôm nay. Tôi nhớ kỹ, tôi đã có đăng trong tờ Tín Yêu về câu chuyện giữa tôi với một người tù khác. Tôi nhớ rõ năm 1982, ở trại A20 Xuân Phước, tôi được điều để đi về cái tổ có 3 người là lo viết các khẩu hiệu, cắt chữ và vẽ các bản quảng cáo trên tường của trại tù. Tôi được hân hạnh gặp một anh khoảng 50 mấy tuổi, án 10 năm thuộc diện hình sự chứ không phải chính trị. Anh bị kết án là vì đã gie chiếc xe tải cán chết đứa con trai yêu quý của anh. Và vì người vợ tức giận thế nào đã lại đứng đơn kiện thêm. Cái nỗi khổ của ngồi tù, anh nói, không thể sánh với cái nỗi đau mất đứa con và xa gia đình. Anh so sánh rất hay và thấy anh lúc nào cũng buồn. Tôi mới nói với anh, tôi và cái người kia nữa cũng là một nhà tu Công giáo. Này anh Lan ơi, khoa học tiên tiến lắm, có thuốc làm cho người ta ngủ có thể suốt 10 năm rồi đúng 10 năm là tỉnh lại. Như vậy nếu lúc anh bị kết án ngoài tòa án thì lúc đó người ta trao cho anh thuốc đó anh uống không? Thay vì đi ngồi tù rồi người ta phải nuôi, bây giờ anh chỉ ngủ thôi. Anh nhìn tụi tôi và anh nói, hồi lúc mới kết án có lẽ tôi sẽ không ngần ngại để uống thứ thuốc đó. Nhưng bây giờ tôi ở được 8 năm tù rồi, tôi mới thấy không cần thứ thuốc đó. Tụi tôi hỏi vì sao? Anh nói, tôi là một người cha giết con, trời không dung đất không tha. Mặc dù tôi không cố ý nhưng xấu hổ lắm, cho nên ngủ là một hình thức chết. Nhưng bây giờ tôi nghiệm lại, tôi đã học được rất nhiều điều trong 8 năm. Cách thứ nhất là khi càng xa gia đình, tôi càng học được cách tôi phải yêu thương gia đình cách nào. Mà không bài học nào dạy được, vì trưa xưa kia tôi rất ích kỷ và nóng tính. Rồi nhất là trong tù, tôi học được 2 chữ, phải khiêm nhường và phải khôn ngoan. Thưa quý ông bà, anh chị em, có lẽ đúng, khôn ngoan là một trong những chủ đề chính mà Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại. Rồi anh quay lại, anh hãy tôi hỏi tôi với ông thầy Tài kia, còn nếu như hai ông lúc bị kết án, ông thầy Tài án 20 năm, tôi 13 năm, thì hỏi có uống thuốc không?
Tôi nghĩ tôi cũng trả lời giống ảnh, có lẽ lúc đó ai cũng thích uống để được ngủ. Nhưng bây giờ ở mấy năm rồi thì thấy đúng là thời gian ở đây học được nhiều điều quý báu hơn, nhất là trở thành khôn ngoan hơn để biết được, đoán được trò đời và lòng dạ con người. Thưa quý ông bà, đó chỉ là cái nhập đề thôi, cho nên bây giờ kéo dài chắc 45 phút nữa, nói chơi thôi. Khi chuẩn bị làm bất kỳ việc gì, càng quan trọng bao nhiêu thì chúng ta càng phải chuẩn bị kỹ lưỡng bấy nhiêu, đó là luật đương nhiên nếu muốn thành công. Đặc biệt nếu đó là sự kiện đại duy nhất chỉ có một lần trong cả đời mình. Ví dụ đám cưới dành cho một cô thiếu nữ mới lớn là một việc trọng đại, một lần trong đời. Những lần khác đều là lặp lại thôi, chứ không phải là lần đầu tiên. Do đó phải chuẩn bị làm sao? Thầy đây, 4 bài học. Bài học thứ nhất tôi đọc tôi thấy nó cũng nản kiệt. Tất cả đều thiếp đi và ngủ cả. Tức là những cô mà khôn khéo, lo toan với những người nông cạn, dại dột, tất cả đều ngủ. Nó làm cho mình nghĩ tới, trước mặt tôi đây, trong hàng ngũ linh mục, có những vị thánh thiện, có những vị tội lỗi, có những vị học uyên bác, có những người hạn hẹp về hiểu biết, nhưng tất cả đều bị cám dỗ giống nhau. Có thể sẽ thiếp đi giống nhau, ngủ giống nhau. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng những người kia đặc biệt không bị cám dỗ như tôi. Không, tôi, ông, bà, từng người ai cũng đều thiếp đi và ngủ cả được đấy. Cho nên Chúa mới dặn ở cuối cùng là phải thức tỉnh. Có lẽ năm cái cô mà mình gọi là không biết lo xa thì ngủ rất vô tư, không nghĩ gì đến chuyện gì sẽ xảy ra, ngủ là ngủ. Còn năm cô kia thì ngủ không phải vô tư, nhưng thư thái và bình an vì biết mình đã chuẩn bị rồi. Hai trạng thái khác nhau. An tâm chờ đợi là cái hay, nhưng sẵn sàng để đối phó với mọi tình huống là cái tốt nhất. Giữa cái hay và cái tốt nhất, tôi chắc là ai có một tí khôn ngoan sẽ chọn cái tốt nhất. Ví dụ một em nhỏ, hồi nãy nhiều em nhỏ, rất vô tư hồn nhiên, không lo lắng gì về tương lai. Ta thấy các em thật dễ thương. Nhưng nói với một người thanh niên 20 mấy tuổi mà cứ thờ ơ, chểnh mảng, không có tinh thần trách nhiệm, không biết lo lắng gì thì quả là đáng trách, không còn dễ thương nữa. Tất cả đều thiếp đi và ngủ cả. Hành trình cuộc đời cứ năm này tháng nọ chồng chất. Thánh nhân lẫn tội nhân cũng đều đã từng thiếp đi và ngủ cả. Nhưng những ai đã sẵn sàng hành trang thì ngủ trong thư thái an bình. Chúa bảo hãy tỉnh thức, không có nghĩa là phải bồn chồn lo lắng như rất nhiều bà lo. Lo mà không giải quyết được cũng cứ lo. Cho nên ông bà mình nói lo bò trắng răng. Tôi hiểu cái nghĩa đen tức cười nhất là bò nó ăn cỏ chả bao giờ nó đánh răng, mà sao răng nó trắng vậy? Lo vô ích. Không phải cái đó. Tỉnh thức đây là trạng thái nhiệt tình để đón nhận tương lai. Tôi thích mấy chữ đó. Chữ tỉnh thức của Chúa theo tôi hiểu là nhiệt tình để đón nhận tương lai. Do đó phải biết lo toan sáng suốt, cái gì đem được sang đời bên kia, cái gì không mang theo được, và nuôi dưỡng hành động của mình bằng tình yêu tinh tuyền phát xuất từ trái tim mà Chúa trao ban. Tôi dùng chữ tình yêu tinh tuyền chứ không phải thứ tình yêu ích kỷ hay tình yêu lừa dối, lường gạt, vân vân. Như vậy, người khôn ngoan xây dựng đời mình trên những giá trị bền vững
chứ không phải chống qua. Để trong những lúc yếu đuối vì thử thách gian truân thì đức tin sẽ còn một chút ánh sáng để có thể tồn tại. Và tôi nghĩ Chúa Giêsu hay thiệt. Ngọn đèn, ánh lửa luôn luôn tượng trưng cho đức tin, còn dầu là tình thương. Hai cái đó luôn luôn hỗ trợ cho nhau. Đức tin mà thôi thì khô khan lắm, mà tình cảm mà thôi thì có thể sụp ngã. Cái này phải nuôi cái kia phải hỗ trợ cho cái này. Do đó tất cả đều thiết đi là một câu đáng sợ. Để không phải vì sợ mà bỏ cuộc, nhưng để biết chuẩn bị. Bài học thứ hai, nửa đêm có tiếng gọi. Đây là thuật ngữ kinh thánh. Người Do Thái hay dùng chữ nửa đêm để diễn tả sự bất ngờ. Ai cũng đang ngủ nửa đêm, trộm đến đây cách đây hồi tháng 3, tháng 2, tháng 3 gì đó, cũng nửa đêm. Cắt hết mấy ống nước bằng đồng của mình là vì hôm đó mưa râm râm, ngủ lại ngon hơn. Cho nên thuật ngữ kinh thánh nói nửa đêm, tức là sự bất ngờ. Bất ngờ nhất là hình ảnh của đời mình. Một lúc nào đó, một ngày nào đó, một mình sẽ đến trước mặt Chúa để trình diện. Mang gì theo? Mang những thứ Chúa không cần. Chúa chỉ cần mang theo tình yêu chân chính, tinh tuyền. Bài học thứ ba là những gì chúng ta có về đời sống thiêng liêng không thể chia được cho người khác. Nói như vậy hơi rộng, có thể nói đường thiêng liêng của mình phải đi, không thể núp bóng ai được. Ví dụ tình yêu thương tôi dành cho người nào, ví dụ tôi dành cho ông Tim chẳng hạn, tôi thương ông Tim lắm, tôi đâu thể chia để người khác cũng thương ông Tim. Người ta có tự do, tôi không thể đến nói này, tình thương tôi dành ông Tim tôi chia cho anh rồi anh phải thương ông Tim giống tôi. Vô lý. Tình yêu của mỗi tinh tâm hồn dành cho Chúa cũng vậy, không thể bẻ ra chia, ngay cả cho con cái. Chỉ có thể cái gương của mình làm cho họ bị đánh động, chứ không thể nói bằng miệng. Do đó đến xin dầu, ai chia được? Không ai chia. Tới đây tôi nghĩ những con người đã quen yêu thương một cách xả kỹ và vị tha, không thể nói cho những người chuyên môn yêu một cách ích kỷ hiểu được đâu. Vì vậy đó là bất hạnh của những tình yêu ích kỷ, lừa dối. Chỉ có vậy thôi, nhưng chia không được. Đến một lúc nào đó, ơn Chúa hay những gian truân cuộc đời, họ mở mắt ra mới thấy mình yêu sai. Mình chỉ yêu mình thôi. Và cái sự đó không chia cho nhau được. Bài học cuối cùng, cái câu đáng sợ nhất là tôi không biết anh là ai, tôi không biết các người là ai. Tôi kết luận bằng cái tôi đâu biết ngày nào tôi được thả về tù. Biết là án là nó kết án ở thành phố Sài Gòn là 13 năm đó. Nhưng tôi ở được 10 năm, tôi cũng đâu biết tôi được về. Thì ông Nguyễn Văn Linh trong cái chiến dịch gọi là những người còn án tù dưới 3 năm, tôi ở được 10 năm mấy rồi, thì thả, hồi đó thả khoảng 300-400 người về bất ngờ trên chiếc xe lửa từ Tuy Hòa về lại ga Hòa Hưng. Tôi cứ tưởng tượng trời, có 3 tình huống xảy ra. Ngôi nhà của bố mẹ tôi mà tôi rời từ năm 64, bây giờ tôi về, tôi tưởng tượng ra cái hẻm ở sau nhà thờ Hạnh Thông Tây, hai bên có những bụi tre thế nào, đi vô khoảng 500 mét quẹo phải sẽ tới cửa ngõ nhà tôi, gặp cái giếng trước. Nhưng có thể có 3 tình huống xảy ra vì không được tin tức gia đình. Tình huống thứ nhất, gõ cửa thì thấy có đứa cháu nó ra, nó đâu biết mình là ai, vì nó sinh ra nó mới 5-6 tuổi, nó hỏi ông đi kiếm ai. Thì nhìn vô thấy mẹ, bà mẹ, bà
Bà má tôi bà mừng quá, bà ra bà nói: "Ô, con về rồi, tụi bay ra đón." Đó là tình trạng thứ nhất, vui nhất. Tình trạng thứ nhì, cũng có ai đó ra hỏi: "Ông tìm ai?" Tôi tìm gia đình đó. Gia đình đó dọn đi kinh tế mới hết rồi. Đây là tôi nghe nói ở cái khu vực đó, ở đâu đó. Rồi người tù tiếp tục đi tìm. Giống như luyện hình đó, chưa được xung họp. Nhưng cái tệ nhất là mở cửa ra thì người ta nói: "Đi tìm sai chỗ rồi. Ở đây không ai biết ông là ai hết." Một ngày nào đó chúng ta đứng trước mặt Chúa. Hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện cho bác thằng gái đang hôn mê kéo dài. Bác sĩ nói 24 tiếng đồng hồ nữa có thể biết được số phận ra sao. Bác Sa đi, bác Huệ đi, anh Duy Tân đi, từng người lần lượt đi. Bên Melbourne cũng có người đang hấp hối, cũng có liên can tới cộng đoàn mình. Như vậy, nửa đêm có tiếng gọi, sợ thật. Nhưng cái câu đến trước mặt Chúa mà Chúa nói: Tôi không biết ông là ai. Cái đó là bất hạnh. Cho nên trong cái bài tin mừng hôm nay, sự khôn ngoan dạy cho chúng ta điều gì? Xin hãy nhiệt tình đón nhận tương lai mà Chúa trao ban. Nhiệt tình đón nhận từng giây phút, bởi vì giây phút hiện tại nó sẽ thành quá khứ, cái tương lai bước vào liền. Do đó, sống ngay giây phút này đầy những tình cảm yêu thương, yêu kính Chúa, yêu thương người khác cách vị tha. Đó cái mà tôi gọi là tình yêu tinh truyền phát xuất từ trái tim mà Chúa trao ban cho mỗi người chúng ta. Xin dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa cho chúng con học được bài học khôn ngoan để biết chuẩn bị. Rất nhiều bạn trẻ sẽ nói: "Ồ, cái này còn xa lắm, chưa biết đâu." Khoan lo đó, coi chừng. Anh Tân cũng khá trẻ, Peter Bùi Minh Vương trẻ hơn anh Tân nữa, cũng đã từng đi. Xin đừng để quá trễ. Xin đừng để đi mua dầu rồi mới chạy về cổng, thì cổng đóng mất mẹ nó rồi. Và cái người trong cổng nói: "Tôi không biết các ông là ai."